Lộc vàng gõ cửa, người tuổi Đinh Tị sinh năm 1977, thần tài trả ơn, đổi đời nhanh chóng, giàu nhanh bất ngờ trong tháng 4 và tháng 5 âm năm Giáp Thìn 2024. Thưa anh chị tuổi Đinh Tị thân mến, sống ở đời con người ta ai cũng có những nhu cầu theo đuổi riêng, có người theo đuổi nghề nghiệp lương cao, có người theo đuổi tình yêu hoàn mỹ, có người theo đuổi giàu có vật chất, có người theo đuổi vinh hoa lợi lộc. Thật ra bất kể là anh chị đang theo đuổi cái gì, thì tất cả chúng ta đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, công sức, cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ mới có được. Phật Kinh có câu, muốn là chư Phật long tượng trước làm chúng sinh ngựa châu, vạn sự trên đời cần khổ trước sướng sau, vất vả trước mới thành quả về, bao cực khổ, gian truân, bao mỏi mệt đau đáu, đều là giá phải trả cho những điều mà mình muốn mong. Nếu ngã hãy đứng dậy kiên cường và kiện tính, mạnh lòng và vững tâm. Cho 77 điều kiện bẩm sinh kém không đáng sợ, đáng sợ là điều kiện không tốt lại còn không nỗ lực, không cố gắng, thích hưởng thụ, thích lười biếng, thích than thở oán trời trách đất, giận đời. Cuộc sống là một cuộc chinh chiến phấn đấu dài kỳ, thiên sinh ra ta không giàu sang phú quý, nhân tâm ta tự định, tìm một điểm thành tựu vinh hoa. Ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ tiết lộ cho quý anh chị về tử vi 2 tháng liên tiếp là tháng 4 tháng 5 âm năm 2024 của Đinh Tị sinh năm 1977. Hai tháng liên tiếp này vận mệnh của anh chị dường như có một sự chuyển mình lớn, nếu như 3 tháng đầu năm thi xẻo đủ đường, cản trở anh chị thực hiện nhiều dự định, thì tháng 4, tháng 5 âm này anh chị sẽ gặp được quý nhân phù trợ, hậu nhân giúp đỡ, cát tinh chiếu rọi mà có cơ hội một bước trở mình, giàu sang sung túc từ nay đến cuối nửa đời về sau, nếu nắm chắc 3 điều này. Vậy, để biết được tử vi tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 trong tháng 4, tháng 5 âm năm Giáp Thìn 2024 sẽ ra sao, vận trình công danh sự nghiệp, tài lộc như thế nào, trong công việc thì có được quý nhân giúp sức hay không, chuyện gia đình, tình cảm và sức khỏe có điểm gì cần lưu ý và quý anh chị Đinh Tị cần chuẩn bị những gì để có thể đón lành tránh dữ, giúp cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Tất cả những câu hỏi đó sẽ được giải đáp chi tiết trong video ngay dưới đây của Minh Đường Tử Vi. Xin mời quý anh chị hãy cùng lắng nghe và theo dõi. Vâng, thưa quý bản mệnh Đinh Tị, người xưa có câu nói, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi phận. Chắc hẳn những bản mệnh đang hiện diện ở đây đều có một nỗi niềm ẩn sâu trong tâm trí, đều có những đớn đau, buồn khổ, chỉ biết chôn chặt trong tim có đúng không nào? Chúc mừng quý bản mệnh đang có mặt trong giây phút hiện tại này. Những lời nhắc mệnh sẽ giúp bản mệnh để lại những khó khăn, bi kịch phía sau và chuẩn bị một vận trình đến tương lai hưng vượng phía trước. Theo sách cổ tiên tri tử vi học được khai quật, đến năm 2024 vận hạn dường như đã bị đẩy lùi, khiến các cung mệnh hưởng lộc giàu sau những biến động tiêu cực từ hung tượng xảy ra trên toàn cầu. Vậy nhưng trong các tàng hung, và nếu bản mệnh có hữu duyên nghe hết lá số này, hẳn bản mệnh là một trong những người có thể cải biến vận mệnh theo ý mình, muốn thành thì phải có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nay thời cơ đã đến, vậy muốn địa lợi, nhân hòa nữa thì phải làm thế nào? Đinh Tị hãy chú ý theo dõi hết video ngày hôm nay để biết thêm đầy đủ chi tiết về vận may này nhé. Trước khi đi vào lá số cải vận cho tuổi Đinh Tị, ta tìm hiểu sơ lược về quá khứ, cá tính và người tuổi Đinh Tị có định mệnh giàu sang trong tháng 4, tháng 5 năm 2024 âm lịch biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Hãy cùng các nhà huyền học nhìn lại một chút về vận số cuộc đời của Đinh Tị để thấu hiểu, triển khai năm 2024 và đường đời về sau của Đinh Tị. Người sinh năm 1977 có bản mệnh là thổ, đó là đại diện cho sự vững chãi trong cuộc sống. Họ là những người rất kiên định, có chính kiến và có lòng quyết tâm. Họ có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho những người bên cạnh, đặc biệt là trong quan hệ hôn nhân. Những người này thường là điểm tựa tinh thần không thể tuyệt vời hơn cho người bạn đời của mình. Mệnh thổ cũng làm cho người tuổi Đinh Tị hiền hòa và dễ gần hơn. Nó khắc phục phần nào tính cách có phần cuồng nhiệt, đôi khi pha chút dữ tận của những người tuổi Rắn. Và vì thế so với những người sinh ra vào năm Rắn khác, Đinh Tị thường dễ gần hơn và cũng được mọi người yêu quý hơn. Mệnh thổ cũng đồng thời là cội nguồn của sự sống, là nền tảng để mọi sự sống trên thế gian đâm chồi nảy lọc. Vì thế mà những người này thường luôn tràn đầy nguồn sinh khí và nhiệt huyết cống hiến, thậm chí là còn truyền cảm hứng cho đám đông để mọi sự đều thành công rực rỡ hơn. Tuy nhiên, do mang trong mình mệnh sa trung thổ, nên đôi khi trong con người của Đinh Tị thường có khá nhiều mâu thuẫn, và đôi khi những mâu thuẫn này làm Đinh Tị đi lầm đường lạc lối. Bản tính là những người hiền lành chất phác và tràn đầy nhiệt huyết, nhưng đôi khi những người sinh năm 1977 cũng tỏ ra là những người người nóng nảy, bất cần đời. Trong các mối quan hệ xã hội, đôi khi tính cách này làm cho họ hay mất lòng đối phương, dẫn đến thất bại trong công việc. Mệnh sa trung thổ cũng kìm hãm tình duyên của những người sinh năm 1977,
nên đa phần những người sinh năm này thường trải qua ít mối tình, sống có phần cô độc. Tuổi Đinh Tỵ mang mệnh thổ, tức là thương hợp với mệnh hỏa và kim, vì thế họ nên tìm kiếm những người có hai mệnh này để kết giao nhằm có một mối quan hệ lâu bền và tốt đẹp. Bên cạnh đó, những người này cũng nên tránh những người có mệnh mộc và mệnh thủy, nhằm tránh những điều không may mắn, bởi hai mệnh này tương khắc với mệnh thổ mà họ đang mang. Thưa quý bản mệnh, người ta nói rằng, ở thời khắc cuối cùng của nhân sinh, cái khiến ta hối hận sẽ là những điều mà ta chưa từng làm và không dám làm, chứ ta sẽ không nuối tiếc về những điều mà ta đã làm nhưng thất bại, lẽ dĩ nhiên ở cái tuổi bây giờ. Còn quá sớm để một Đinh Tỵ gọi là điểm cuối của nhân sinh, nhưng cũng là không đúng khi coi bản thân vẫn dư giả thời gian muốn làm gì thì làm. Ở cái thời điểm bây giờ trong cái năm 2024 này, xuyên suốt đến 2026 và nhảy tiếp đến 2028 sẽ là những năm tháng quan trọng, quyết định cái đỉnh nhân sinh của một Đinh Tỵ ở đâu. Vậy nên, giờ là lúc bắt đầu chọn lựa một cách chính xác và đúng đắn để tránh cho những hối hận về những gì mình có thể làm, nhưng lại không làm hoặc quá đắn đo lựa chọn. Cuộc đời của một Đinh Tỵ sẽ thua nhiều lắm, chứ nếu bảo quá thuận lợi một đường bay cao thì đấy chỉ là những ai cực kỳ nhiều phúc, hoặc giả người ngoài nhìn vô mà lầm tưởng, có những thua thiệt vì khách quan do người ngoài mang tới hoặc do thời thế nhiều khi. Một Đinh Tỵ sẽ hay gặp phải đối tác củ chuối, hoặc khách hàng kiểu củ cải, hoặc là bạn bè củ khoai, hoặc là người thương củ kiệu. Nói chung là những tác nhân xấu, chung tay góp sức làm cuộc đời của Đinh Tỵ thành một mớ hỗn độn, nhiều sự tổn thương phải tự thân gánh chịu. Có những thua thiệt vì chủ quan do bản thân Đinh Tỵ phần nhiều chảnh mảng, như có mưu mà không dùng, có trí mà không dụng, có trực giác mà không đề phòng, có lòng nhân mà dùng phung xài phí. Thương cái kẻ không đáng thương, tin cái kẻ không đáng tin, thông thái trong chuyện của thiên hạ mà lại ngờ nghệch trong mớ bòng bong của chính mình, thêm một chút cả nể lại phần nhiều thoáng tính. Tất cả những sự chủ quan đấy mang đến cho Đinh Tỵ những phiền phức mỏi mệt, cho đi nhiều hơn là nhận được, cống hiến mà không được ghi nhận, vì nào có biết kể lể công sức của mình đâu. Một số thua thiệt là do thời thế mang tới, nằm ngoài tính toán, chặn đường Đinh Tỵ đi, vậy trong năm 2024 này, ít nhất Đinh Tỵ ít đi một điều phải lo. Vì cái đoạn này là cái đoạn lửa được thắp, mệnh được thuận, số được hanh thông, cho Đinh Tỵ những may mắn đã lẩn tránh họ suốt những năm vừa rồi. Trong cái đoạn ngắn này, 2026 sẽ là cái đỉnh thứ nhất cần kề, 2030 sẽ là cái đỉnh thứ hai, cũng là lúc khép lại trung vận của Đinh Tỵ, mở đường đi vào hậu vận. Vậy Đinh Tỵ muốn tiếp tục mang một mớ bòng bong đi vào hậu vận, hay Đinh Tỵ muốn có lâu đài thành quách, nhiều sự an yên để đi vào hậu vận? Sự lựa chọn ấy sẽ khởi phát trong cái 2024 này. Tiếp theo là nội dung tử vi chi tiết từng phương diện của người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong tháng 4, tháng 5 âm năm Giáp Thìn. 1. Về phương diện công việc và sự nghiệp. Dù vẫn có những tính toán từ trước, nhưng công việc tiến triển khá chậm, Đinh Tỵ khó tránh bị ngờ vực về năng lực, cho dù trước đó Đinh Tỵ có làm tốt ra sao. Chỉ một sai sót cũng khiến người khác đặt câu hỏi về khả năng, điều này khiến tinh thần của những chú rắn rất dễ bị lung lay và bế tắc. Lại thêm cả hung tinh thiên khốc tác động, Đinh Tỵ dễ mắc phải sai lầm do không kiểm soát được cảm xúc của mình mà hành động bất đồng, trong khi cần phải bình tĩnh. Càng là người đứng ở vị trí cao thì Đinh Tỵ càng cần giữ cho mình một cái đầu lạnh, bởi chỉ cần một bước đi sai lầm cũng có thể ảnh hưởng tới tiền đồ sau này. Để hạn chế tình trạng sa sút nghiêm trọng hơn, Đinh Tỵ nên làm việc theo đúng kế hoạch đã định sẵn và giữ vững lập trường, thì mọi chuyện sẽ sớm có khởi sắc. Dù có nhiều dự định trong tháng, nhưng mà Đinh Tỵ chớ nên nôn nóng, mà hãy cân nhắc và sắp xếp các kế hoạch kỹ càng trước khi đưa ra quyết định lớn. Có câu, vạn sự khởi đầu nan, Đinh Tỵ cần phải có thời gian trải qua thăng trầm. Phấn đấu thì mới mong được ghi nhận và gặt hái thành quả xứng đáng. Một khi Đinh Tỵ chưa dốc sức mình để cống hiến thì đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Và hai tháng tới đây, có cùng diện tam hội nâng đỡ cùng với sự xuất hiện của hàng loạt các tinh như Thái Dương và Chính Ấn. Đinh Tỵ càng làm càng mở mạng thành tích liên tục báo về, dù bận rộn nhưng cảm giác hăng hái và quyết tâm càng thôi thúc Đinh Tỵ làm nhiều hơn, sẵn sàng vượt qua mọi thách thức. Vận quý nhân cá vượng, các mối quan hệ xã giao hài hòa, Đinh Tỵ sẽ có nhiều thời điểm được chỉ đường dẫn lối, tìm ra con đường phù hợp với mình mà không phải tốn quá nhiều công sức như bao người xung quanh. Ai cũng có thể là quý nhân của Đinh Tỵ, nên thường ngày Đinh Tỵ hãy cố gắng tương tác và hòa đồng với mọi người hơn nữa. Cấp trên cũng rất hài lòng với những cống hiến của Đinh Tỵ trong 2 tháng 4 và năm âm này, không ít lần dành những lời khen cho Đinh Tỵ trước đám đông tập thể. Nhờ vậy, Đinh Tỵ có nhiều cơ hội để thăng tiến lên vị trí cao hơn, cũng như có nhiều không gian để phát triển theo con đường mình mong muốn. Những khó khăn trở ngại trước mắt đều được Đinh Tỵ nhanh chóng khắc phục, Đinh Tỵ đang có những khởi đầu thuận lợi.
những kế hoạch về sau cũng dễ dàng triển khai hơn. Đinh Tị cần chú ý để nắm bắt cơ hội thể hiện mình. Tuy nhiên, Nguyệt lệnh lâm đất tự cho thấy tuổi Đinh Tị vẫn nên có sự đề phòng, vận khí do suy giảm bất ngờ. Đừng vội ngủ quên trên chiến thắng hay quá mức tự mãn với những gì mình đạt được, bởi thời thế xoay chuyển không thể lường trước. Nhất là khi Đinh Tị sẵn tính nóng cũng có đôi lúc để cảm xúc lấn át lý trí, có thể hành động sốc nổi, thiếu sự bình tĩnh và sáng suốt, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Để duy trì vận may mà mình đang có, Đinh Tị nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình, biết lúc nào cần dùng lý trí, lúc nào cần dùng tình cảm để không tự gây rắc rối cho bản thân. Nhìn chung, vận may sự nghiệp của tuổi Đinh Tị có nhiều cải thiện trong 2 tháng tới đây. Đinh Tị nên nắm bắt đầy đủ các cơ hội, đồng thời duy trì trạng thái làm việc hiệu quả để đạt được thành công tương xứng. 2. Về phương diện tài lộc, tiền bạc. Tuổi Đinh Tị bị quá nhiều chuyện làm cho phân tâm, vì thế mà việc kiếm tiền có phần bê trễ, có thể do mất phương hướng trong công việc, cuộc sống chính là lý do khiến Đinh Tị tới giờ này vẫn chưa thể tìm ra con đường đi riêng cho mình, nên tài lộc khó tụ. Tuy nhiên trong 2 tháng tới đây, con giáp tuổi Đinh Tị sẽ nhận được sự giúp đỡ hỗ trợ từ quý nhân, nhờ thế mà Đinh Tị sẽ nhận được nhiều cơ hội và nguồn lực hơn trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội được thưởng, tăng lương trong thời điểm này, do đó, hãy tập trung khai thác các cơ hội đang có, đừng lãng phí nguồn lực của mình. Đặc biệt Nguyệt lệnh lâm trường sinh cho thấy, rất nhiều cơ hội để kiếm tiền sẽ nảy nở trong 2 tháng tới đây, nếu như tuổi Đinh Tị chịu khó nghiên cứu, tìm hiểu kỹ càng để nắm bắt cơ hội tốt đối với mình. Bằng sức lao động và sự chăm chỉ, nhiều Đinh Tị đã tạo ra được một cơ ngơi đáng kể trong thời gian này. Đồng thời, có người tuổi Đinh Tị đã thu hút tài lộc nhiều tới mức cũng có thể có được nhiều của cải và tiền bạc, cảm thấy mình như cá gặp nước. Thăng tiến và giàu có không còn là giấc mơ xa vời nữa. Sau đây là những tuổi hợp cho sự làm ăn của Đinh Tị có thể hợp tác làm ăn, hùn hạp, kết duyên đều có lợi. Đó là các tuổi Canh Thân, Nhâm Tuất, Bính Thìn. Những tuổi này rất hợp với tuổi Đinh Tị trong mọi lĩnh vực của cuộc đời. 3. Về vấn đề sức khỏe. Xem tử vi hàng tháng của 12 con giáp âm lịch, tình hình sức khỏe của tuổi Đinh Tị trong 2 tháng tới có nhiều điều kiện thuận lợi. Nếu như ai có bệnh thì cũng may mắn gặp được bác sĩ giỏi chữa trị, nhờ đó mà nhanh chóng hồi phục. Tháng mới lục bạch nhập cung chính Tây, điềm báo họa huyết quang cận kề, Đinh Tị đặc biệt cần chú ý đảm bảo an toàn cho bản thân, nhất là khi tham gia giao thông hay là trong quá trình lao động làm việc. Đinh Tị cũng nên quan tâm tới vấn đề ăn uống nghỉ ngơi khi đi xa. Thời gian xáo trộn khiến cơ thể khó chịu, Đinh Tị cũng không cảm thấy thoải mái trong việc ăn những món mới. 4. Về phương diện tình cảm và gia đạo. 2 tháng tới đây, phương diện tình cảm của người tuổi Đinh Tị cũng có nhiều tín hiệu thăng hoa rực rỡ, tam hội thái tuế giúp nhân duyên hài hòa. Các tinh thiên diêu đem lại đào hoa tới, các điềm báo tử vi đều cho thấy đời sống tình cảm của tuổi Đinh Tị vô cùng đặc sắc. Người độc thân có thể coi là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất trong 2 tháng này, khi Đinh Tị có nhiều cơ hội thuận lợi, nhanh chóng tìm được người hợp ý, khả năng thoát khỏi cảnh cô đơn không còn quá xa vời, Đinh Tị có một sức hút tự nhiên nhờ tính tình cởi mở và vui vẻ. Những thành tích đạt được trong 2 tháng này còn giúp gia tăng sự tự tin của Đinh Tị đi đến đâu cũng dễ dàng tỏa sáng, trở nên nổi bật trong mắt người khác giới, không cần đến người thân quen giới thiệu, tự Đinh Tị cũng có thể gặp được những đối tượng khá triển vọng, nhiều người thông qua quá trình trò chuyện, trao đổi hoặc làm việc chung, cũng có thể tìm thấy tiếng nói chung với một người đồng nghiệp nào đó. Khi đôi bên đã trở nên gần gũi và hiểu hơn về nhau, thì việc phát triển mối quan hệ sẽ trở nên rất nhanh chóng. Tình cảm giữa các cặp đôi cũng được tiến thêm một nấc thang mới, tuy nhiên đào hoa quá vượng cũng có thể dẫn tới những cảm xúc thừa. Người đã có biến đỗ nên chủ động giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, đừng nên có những tư tưởng ham vui, tự tay phá hỏng hạnh phúc, đồng thời lại ảnh hưởng tới danh tiếng, hình ảnh của chính mình. Thưa quý vị thân mến, sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cho quý vị một số cách để giúp quý mệnh chủ tuổi Đinh Tị có thể hóa giải hung họa, thu hút tài lộc, đón lành tránh dữ trong năm 2024 này nhé. Thưa quý vị, sở hữu những đồ phong thủy may mắn của tuổi sẽ đem đến cho bản mệnh các trường khí để xua đuổi vận xui, thu hút nhiều tài lộc cho gia chủ. Theo đó, thiên sự nên treo nhiều đồ vật cát tường cầu may trong nhà, hoặc có thể đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước, thạch anh trắng, mã não trắng, ngọc lục bảo, bản mệnh nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà, chú ý ăn uống tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng và tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm. Năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản và vô cùng hiệu quả,
Ngoài ra, Đinh Tị nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Và sau đây là vận trình tử vi tháng 4 và tháng 5 âm năm Giáp Thìn 2024 của quý mệnh chủ tuổi Đinh Tị sinh năm 1977. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Về phương diện công danh, sự nghiệp, Đinh Tị cần tập trung hơn cho công việc trong tháng này để duy trì tiến độ theo đúng yêu cầu đặt ra. Nhiều hạng mục công việc cần gấp rút hoàn thiện thì Đinh Tị nên ưu tiên hoàn thành sớm, đừng đùng đỉnh trong quá trình làm, rồi lại cuống cuồng vào phút chót. Cách phân bổ thời gian hợp lý cũng phản ánh cách làm việc chuyên nghiệp của Đinh Tị. Đó là cơ sở để cấp trên đánh giá năng lực của cấp dưới, nên hãy cố gắng luôn duy trì một phong độ ổn định. Tháng 4 âm này còn có nguyệt lệnh lâm mộc dục tăng cường nhân duyên, mang tới nhiều mối quan hệ xã giao hữu hảo, giúp tuổi Đinh Tị có thể gặp được quý nhân, ký kết hợp đồng thuận lợi, được hưởng hoa hồng cao. Tuy nhiên, Đinh Tị cũng có dấu hiệu chểnh mảng khi để chuyện cá nhân xen vào công việc, chuyện tình cảm riêng tư thì nên được gác lại. Khi Đinh Tị đã ngồi vào bàn làm việc, nếu không Đinh Tị có thể gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc hoặc những lỗi sai sơ đẳng vì đầu óc thiếu tập trung đấy nhá. Xét về tài lộc thì tháng 4 năm 2024 âm lịch, tuổi Đinh Tị vẫn cần cố gắng nhiều hơn mới có thể cải thiện thu nhập đạt mức bản thân mong muốn. Tài vận ở mức bình ổn, dù không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc hàng ngày, nhưng để tiêu xài dư giả thì cũng chưa thể. Thời điểm vận thế chưa thực sự quá vượng, Đinh Tị chớ nên ôm tâm lý dựa vào vận may hay mong một ai đó giúp mình, mà hãy luôn cố gắng không ngừng bằng chính bản lĩnh của mình. Đó mới là cách kiếm tiền và làm giàu bền vững nhất, người làm tốt ắt sẽ được hưởng lộc. Còn người nào lười biếng, ôm tâm lý ăn sẵn thì cuối cùng cũng chỉ nhận lấy thất vọng. Kinh doanh, buôn bán túc tắc vẫn có khoản thu về, làm ăn phải tính đường dài, nên Đinh Tị đừng quá nóng vội. Hơn thế tháng này nguyệt lệnh lâm cung mộc dục mang tới những mối nhân duyên hài hòa, thúc đẩy các mối quan hệ xã giao hữu hảo. Đinh Tị có thể nhân cơ hội này để tìm kiếm các mối làm ăn thích hợp. Bên cạnh đó, trong tháng xuất hiện các giao dịch hoặc đầu tư, buôn bán vượt ngoài tính toán của Đinh Tị. Bản mệnh cần phải giữ vững tâm lý bình tĩnh xử lý và làm chủ mọi việc. Việc của mình do chính bản thân mình quyết định, có thể tham khảo một số ý kiến tư vấn, lời khuyên về tài chính của bạn bè. Nhưng cái chính Đinh Tị sẽ là người chắt lọc mọi thông tin để đưa ra quyết định cuối cùng. Quý nhân là tuổi Mão, tuổi Sửu. Tiểu nhân là tuổi Thân, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn, màu đỏ, màu trắng. Con số may mắn 94, 73 và 15. Tử vi tháng 5 âm của năm 2024. Sự nghiệp của người tuổi Đinh Tị có cơ hội bước sang trang mới. Khi bước sang tháng 5 âm này, nếu Đinh Tị có thể nắm bắt được thời điểm thích hợp này để khẳng định bản thân, thì khả năng được cất nhắc là rất cao. Tam hội chiếu mệnh, các mối quan hệ xã giao thuận lợi, giúp Đinh Tị gặp gỡ được quý nhân, thậm chí đối phương còn là người mà Đinh Tị đã quen biết từ trước đó. Người này sẽ giới thiệu cho Đinh Tị những cơ hội công việc rất triển vọng. Nếu như dám nắm bắt và chịu bỏ công sức làm việc, thì Đinh Tị ắt gặt hái được thành công. Với những người tuổi Đinh Tị đang mất phương hướng cũng dần dần tìm ra định hướng công việc cho mình, nhờ đó Đinh Tị không còn cố gắng một cách vô mục đích nữa. Cũng nhờ việc xác định rõ ràng mục tiêu, Đinh Tị làm gì cũng thấy hăng hái và tích cực hơn, đồng thời thấy rõ hiệu quả trong những việc mình làm. Người tuổi Đinh Tị cũng không cần phải lo lắng nhiều về tình hình tài chính trong tháng 5 âm này. Nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt, Đinh Tị chỉ cần nhanh chóng nắm bắt và cố gắng biến cùng thì ắt thu được tiền về đầy túi rủng rỉnh. Đồng thời, tam hợp xuất hiện, Đinh Tị sẽ không gặp phải sự cạnh tranh quá gay gắt trong tháng này, thậm chí dù có đối thủ thì họ cũng là người sẽ thúc đẩy Đinh Tị phát triển mạnh mẽ hơn. Thêm vào đó, nhờ mối quan hệ xã giao hài hòa mà Đinh Tị dễ được giới thiệu cho những cơ hội kinh doanh hoặc định hướng chính xác, khiến Đinh Tị không cần phải tốn quá nhiều công sức mà vẫn có thể kiếm về nguồn lợi nhuận ổn định. Đối với người làm buôn bán nhỏ lẻ, Đinh Tị gây ấn tượng tốt với khách hàng nhờ giữ được chữ tín cũng như khả năng giao tiếp khéo léo. Ai từng mua hàng của Đinh Tị cũng kêu cảm thấy hài lòng và sẵn sàng quay lại vào những lần sau. Người làm công ăn lương được lâm quan giúp đỡ, Đinh Tị khẳng định được giá trị của bản thân trong tập thể, nên được cấp trên đánh giá rất cao, khả năng thăng chức, tăng lương trong tháng này khá cao, vì thế mà túi tiền của Đinh Tị sẽ luôn rủng rỉnh. Quý nhân là tuổi Mão, tuổi Sửu. Tiểu nhân là tuổi Thân, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn là màu đỏ và màu trắng. Con số may mắn 34, 65 và 48. Và sau đây là tử vi tuổi Đinh Tị năm 2024 cả nam và nữ mạng trong 6 tháng cuối năm. Tháng 6 âm lịch.
Nam mạng bước sang tháng 6 năm 2024, người tuổi Đinh Tỵ đau đầu với những thăng trầm trong sự nghiệp. Mặt tích cực là Đinh Tỵ có thể nhận được một số cơ hội hợp tác, đồng thời có lợi cho việc học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao chuyên môn, từ đó con đường thăng tiến rộng mở hơn. Tuy nhiên, mặt tiêu cực là áp lực cạnh tranh sẽ gia tăng, nhiều việc phải một mình Đinh Tỵ đảm nhận mà không có sự giúp đỡ của người khác. Ai cũng muốn giành phần lợi về phía mình, Đinh Tỵ không nên quá dựa dẫm vào một ai đó, khả năng làm việc độc lập cần được phát huy trong tháng này. Ngoài ra, Đinh Tỵ nên chú ý thái độ khi trao đổi công việc với cấp trên để không xảy ra những xung đột không đáng có. Nữ mạng được tới nơi cao sang mở rộng tầm mắt. Tháng 7 âm lịch. Nam mạng người tuổi Đinh Tỵ sẽ có nhiều cơ hội hơn trong vấn đề tài chính. Vào tháng này, các dự án ký kết hợp tác kinh doanh diễn ra suôn sẻ, cũng thu hút được nhiều nguồn đầu tư bên ngoài. Vấn đề thuế, sổ sách, hoành tán cũng nên được chú trọng và cẩn thận hơn, tránh vì sai sót bản thân mà đối diện với pháp luật hay đền bù tiền bạc. Tháng này cũng rất tốt cho người độc thân trong việc tìm kiếm một nửa ưng ý. Đinh Tỵ có sự duyên dáng trong xã giao, dễ gặp được người khác phái có thiện cảm về nhau, mối quan hệ phát triển khá nhanh. Nữ mạng đề phòng bệnh phụ khoa và bệnh xương khớp. Tháng 8 âm lịch. Nam mạng, đây cũng là tháng tuổi Đinh Tỵ có nhiều thu hoạch từ những nỗ lực trước đó của mình. Các khoản thu lớn nhỏ đều đến từ nhiều nguồn. Quan trọng là Đinh Tỵ cần phải có kế hoạch quản lý tài chính phù hợp để gia tăng khoản tích lũy. Một số người tuổi Đinh Tỵ có thể tiến hành sửa sang nhà cửa, mua sắm thiết bị nội thất trong tháng này, nên phải tiêu tốn một khoản không nhỏ. Sự nghiệp ổn định, tuy chưa có sự đột phá nhưng Đinh Tỵ cũng không quá gấp gáp. Đây được coi là giai đoạn bình ổn với Đinh Tỵ. Đinh Tỵ cũng chú trọng vào việc duy trì phong độ ổn định, sẽ không vì nóng vội nhất thời mà để công sức bấy lâu đổ sông đổ biển. Nữ mạng có lộc về ăn uống, cẩn thận kẻo tăng cân mất kiểm soát. Tháng 9 âm lịch. Nam mạng trong tháng 9, người tuổi Đinh Tỵ sẽ phải dành thời gian để sắp xếp lại một số mối quan hệ, cả trong công việc lẫn cuộc sống của mình. Với những người chỉ luôn muốn kiếm chút lợi lộc gì đó từ Đinh Tỵ, còn khi không đạt được mục đích thì mất dạng, thì Đinh Tỵ không cần phải cố gắng giao thiệp quá sâu. Tình hình công việc cũng không có biến động lớn, nhưng lúc nào Đinh Tỵ cũng có cảm giác làm nhiều mà hưởng ít. Thời gian này nên sắp xếp công việc để điều chỉnh mức độ ưu tiên, thay đổi lối tư duy nếu như cần thiết để đưa ra những quyết định sáng suốt, không cảm thấy hối tiếc với những gì mình đã chọn hoặc đã làm. Nhìn chung, tài vận ổn định, các khoản thu chi cân bằng, người nào xông xáo làm ăn thì sẽ có nhiều khoản thu về hơn người làm công ăn lương. Nữ mạng kết giao người tài giỏi hoặc có quyền thế. Tháng 10 âm lịch. Nam mạng tháng 10 của tuổi Đinh Tỵ gặp nhiều thăng trầm trong quá trình mưu sự. Dù cũng có sự giúp đỡ từ quý nhân, song vẫn chưa đủ để Đinh Tỵ có thể giành được điều mình muốn. Công việc có dấu hiệu trì trệ, cần dành thời gian để sắp xếp và hệ thống lại. Tốt hơn hết nên thay đổi cách thức làm việc, mà làm được điều đó thì trước tiên, Đinh Tỵ hãy thay đổi thái độ và lối tư duy của chính bản thân mình. Tài vận cũng có dấu hiệu giảm sút, chi tiêu mất cân đối, lúc hoang phí, khi lại phải thắt lưng buộc bụng. Nếu như không nhanh chóng thay đổi lại cách chi tiêu tùy hứng như vậy, sớm muộn gì Đinh Tỵ cũng nợ nần chồng chất. Kinh doanh buôn bán trong tháng kém sắc, Đinh Tỵ nên chú trọng đẩy mạnh về chất lượng hơn là chỉ chạy theo số lượng. Tháng này cũng cần lưu ý đến sức khỏe của người lớn tuổi trong gia đình. Về bản thân thì Đinh Tỵ cũng nên chú ý ăn uống điều độ, suy nghĩ tích cực thì sức khỏe sẽ đảm bảo. Nữ mạng tiêu tốn nhiều tiền bạc cho gia đình hoặc chuyện làm ăn. Tháng 11 âm lịch. Nam mạng, khối lượng công việc của Đinh Tỵ có dấu hiệu tăng lên đáng kể trong tháng 11 năm 2024 âm này. Áp lực tinh thần kèm theo là điều không thiếu. Đinh Tỵ cũng thường phải tự thân vận động, chống chọi với tất cả, chứ ít khi được ai đó đứng ra đồng hành. Nhưng yên tâm, khó khăn hay thách thức trước mắt chỉ mang tính tạm thời. Một khi đã vượt qua được, Đinh Tỵ sẽ thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, bản lĩnh được rèn giũa sẽ rất hữu ích cho tương lai. Đầu tư trong thời điểm này cũng không quá mạo hiểm, nhưng vẫn nên có tính toán thận trọng. Đinh Tỵ chớ nên chạy theo xu hướng nhất thời mà đổ quá nhiều vốn. Nữ mạng, gặt hái thành quả tốt trong sự nghiệp. Tháng 12 âm lịch. Nam mạng, trong tháng cuối cùng của năm 2024, người tuổi Đinh Tỵ có hung cát đan xen, nhìn chung là tháng khá yên ổn, không phải lo lắng nhiều. Công việc tiến hành đều đặn, có đi đến kết quả cuối cùng, nhưng hiệu quả không thực sự tốt như kỳ vọng của Đinh Tỵ. Tuy nhiên, với người có tham vọng lớn, sự ổn định hiện tại cũng đồng nghĩa với đi xuống, Đinh Tỵ sẽ không quá thích điều này và có tâm lý muốn thay đổi hiện trạng nhanh chóng. Tài vận tuy có khởi sắc nhưng chậm, Đinh Tỵ cũng không nên quá nóng vội và vội vã. Việc gì cũng cần phải có quá trình và thời gian, nên dành thời gian để quan sát biến động thị trường nhiều hơn,
Đặc biệt là chi tiêu trong tháng cuối năm này không hề ít, nhưng tất cả đều nằm trong dự liệu của Đinh Tị nên cũng không phải quá bất ngờ. Nữ mạng, tất bật chuyện cuối năm, cẩn thận ngã bệnh. Thưa quý anh chị thân mến, qua mỗi một video, Minh Đường Tử Vi luôn muốn gửi gắm đến quý anh chị một điều gì đó để giúp cho quý anh chị tốt hơn. Trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin mời anh chị cùng lắng nghe lời Phật dạy về chữ tâm. Trong văn hóa Á Đông nói chung và Việt Nam ta nói riêng, chữ tâm đã trở nên rất đỗi bình dị, thân thương, mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Khi nói đến chữ tâm là chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến trái tim, lòng dạ và lương tâm của con người. Mỗi một việc làm của chúng ta, nếu xuất phát từ cái tâm thiện lành thì sẽ có hành động đúng đạo lý. Tuy nhiên, nếu tâm không lành sẽ sinh ra tà ý, từ đó làm nhiều điều sai trái. Ngoài ra, chữ tâm thường được dùng để hướng suy nghĩ của con người đến cái thiện, tu thân dưỡng tính và sống tích đức, làm nhiều điều tốt lành. Nếu như tâm lệch, có sự đố kỵ, thì cuộc sống đảo lộn bất an. Khi tâm đã ghen ghét, tham lam thì cuộc sống chỉ có hận thù, dối trá. Vậy nên chúng ta hãy đặt tâm của mình lên ngực để lan tỏa yêu thương, hãy đặt lên tay để giúp đỡ người khác và hãy đặt lên mắt để thấy được nỗi khổ tha nhân. Đặc biệt là đặt tâm vào chân để may mắn đến với người cùng khổ, đặt lên miệng để nói lời an ủi với người đáng thương và đặt lên tay để nghe lời góp ý. Sau cùng là đặt tâm lên vai để chịu trách nhiệm về những hành động, lời nói, việc làm. Đức Phật từng dạy, tất cả chúng sinh đều có bản tâm thanh tịnh, chúng sinh chẳng nhận thấy được vì bị vô minh che lấp. Đó là câu nói được trích trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, mang nhiều ý nghĩa sâu xa, hiểu theo cách đơn giản là tất cả mọi người đều có bản tâm trong sáng, thuần khiết. Tuy nhiên khi bị ngoại cảnh bên ngoài chi phối, nên tâm mới bị dao động thành ra bất an, điên đảo, từ đó tạo nghiệp trong vòng luân hồi bất diệt. Lời Phật dạy về chữ tâm rằng, một khi chỉ cần thoáng tâm sân hận khởi lên, nếu không kiềm chế loại bỏ hoặc khắc phục, thì ngay lập tức muôn ngàn đau khổ, chứng ngại sẽ nối tiếp nhau. Theo như quan điểm của nhà Phật, tâm của con người không tồn tại dưới dạng vật chất, vì thế chúng ta không thể nắm bắt được tâm. Tuy nhiên, nếu không có tâm, con người sẽ được coi là vật vô tri vô giác, sống không có ý nghĩa ở đời. Hiện nay các tâm trong Phật là tập khỏi tâm, tự lượng tâm, liễu biệt tâm, kiên thực tâm, tinh yếu tâm, nhục đoàn tâm. Theo lời Đức Phật, mọi chuyện trên thế gian này dù đúng sai, hay tốt xấu, hoặc lành dữ thế nào đều do vọng tâm của con người tạo ra, vì thế sự cảm thị của tâm sẽ tùy thuộc vào mỗi người, không ai giống ai. Đức Phật còn dạy, căn bản của sanh tử luân hồi là vọng tâm, căn bản của Bồ Đề Niết Bàn là chân tâm, câu này được hiểu là mỗi ngày chúng ta nên sống trong vọng tâm. Có lúc vui vẻ buồn rầu, yêu ghét khen chê, ca ngợi phê phán, cho nên bản tâm thanh tịnh hay chân tâm thường là tâm hằng, đều luôn hiện hữu trong mỗi người chúng ta. Ngoài ra, Đức Phật còn dạy là nếu thường xuyên giữ được chánh niệm, tâm không loạn động, dứt trừ được phiền não thì chẳng bao lâu đắc thẳng quả vô thượng Bồ Đề, câu này được trích trong Kinh Đại Tập. Nếu như hiểu rõ ngụ ý của lời Phật dạy về chữ tâm, sẽ giúp chúng ta thức tỉnh, gieo tâm tốt để nhận quả ngọt, từ đó cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, đơn giản và hạnh phúc hơn. Vâng, cảm ơn quý vị, anh chị đã dành thời gian lắng nghe đến hết luận giải của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt, hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.